Chào vâng, em Hoàng xin kính chào tất cả các bác và anh em. Tiếp tục cập bến đó là những bộ dây loa để cho tất cả bác sử dụng cho những dàn karaoke, những dàn nghe nhạc của mình nhá. Rất là nhiều những bộ dây loa như thế này được bên em tuyển chọn nhập về phân phối cho tất cả các bác nhá. Có rất là nhiều bác đang sử dụng những bộ dàn rất là đắt tiền, nhưng các bác sử dụng những bộ dây loa đó là dây nhôm hoặc những dòng dây điện thì các bác có thể tham khảo những bộ dây loa này. Mình về mình thay đổi đi, chất âm nó sẽ cải thiện và nó sẽ hay hơn nhá. Rất là chuyên nghiệp như thế này. Và một bộ dây loa của chúng ta nó sẽ có hai vế nhá. Hai vế, mỗi vế là tiêu chuẩn 2,5 m nha các bác. 2,5 m. Rồi, và đây là thương hiệu này. Dòng dây quãng Litton, thiết kế chống nhiễu một chiều. Đó. Thiết kế vỏ là trong suốt và đặc biệt dòng dây này rất là mềm nhá, rất là mềm luôn. Ở trên dây cũng in thương hiệu này. Đó. Các bác về phối cho những dàn karaoke, những dàn nghe nhạc tầm trung nha các bác. Đây, rắc bắp chuối. Và em có tất cả các loại đầu rắc luôn. Rắc bắp chuối này, rắc mỏ chim này, bắp chuối ra mỏ chim hoặc rắc càng cua, bên em đều có đủ nhá. Loa và âm ly của bác nào sử dụng loại rắc nào thì có thể liên hệ cho em. Em sẽ ship hàng đúng đầu rắc để các bác về chỉ việc cắm vào là xài thôi nhá. Rồi, và bây giờ em sẽ mở bên trong ra để cho tất cả bác cùng xem được chất lượng loại của dòng dây loa này. Rồi, bắp chuối này rất là đẹp nha các bác. Em sẽ mở ra. Bên em thì sẽ luôn sau cái chất loại ra để cho tất cả các bác cùng xem nhé. Rồi, và đây là chất loại của dòng dây loa này. Các bác nhìn này, lõi đồng rất là xịn nha và rất là tinh khiết luôn. Đó, rất là ngon, chống nhiễu một chiều nữa nha các bác. Đó, các bác về lưu ý giùm em là cắm đúng mũi tên nhá. Góc thì mình cắm ở âm ly, hướng chạy ra là chúng ta cắm ở loa nhá. Và giá của một bộ dây loa này bên em để cho tất cả bác với giá chỉ có 420.000 một đôi, em bao ship toàn quốc nha các bác. Các bác chỉ việc nhận hàng, kiểm tra ok, đúng hàng như em quảng cáo như thế này rồi mới thanh toán cho nhân viên bưu điện nhé. Anh em nào lấy sỉ, lấy số lượng thì cứ inbox cho em. Bên em có số lượng cho tất cả anh em và các bác. Mình về mình bán loa, mình phân phối lại cho anh em nhé. Rồi, thì bác nào có nhu cầu về những bộ dây loa này, liên hệ cho em theo số điện thoại Zalo em để ở phía dưới nha các bác. Rồi, em Hoàng xin kính chào tất cả anh em và các bác. Hẹn các bác các video clip tiếp theo. Xin chào.